Và quay trở lại video tò mò của mình hôm nay, chúng ta tò mò bức tranh về Moonbeam Baby đang đi chèo thuyền nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ đi tô màu trước áo choàng nha các bạn. Vậy là mình đã tô màu này để xong bức tranh. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc thuyền nha các bạn.
Như vậy thì mình đã tô màu xong chiếc thuyền rồi nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu mặt nước nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc mái chèo nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu đám mây nha các bạn.
Như vậy thì mình đã tô màu xong đám mây rồi nha các bạn. Như vậy thì mình đã tô màu hoàn thiện xong bức tranh rồi nha các bạn. Các bạn đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người những video tô màu tiếp theo của mình.